Đây là chỗ ở của mẹ con chị Phụng các bạn. Nó chỉ dài thôi, toàn toàn chỉ có một chiếc giường thôi, là ba mẹ con ngủ ở đây, với lại cây quạt. Nhỏ cũng không biết làm gì được hết. Chiếu mơ thần nuôi được hai đứa nhỏ ăn học thôi, không cho bằng với người ta. Dạ. Cái cuốn sợ một ngày nó chết sớm bỏ là không biết ai nuôi. Chỉ có bà với con sống nhà rồi. Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ đến cái nhân vật nhà là chị Phụng. Chồng bỏ đi và để lại hai đứa con chị nuôi. Chị năm nay cũng 30 mấy và bị hư một con mắt. Còn một con mắt thì cũng thấy đường mờ mờ thôi. Thì hôm nay mình được một người giới thiệu. Nhà chị Phụng thì ở trên đường số 10, địa chỉ là đối diện cái văn phòng khu phố 7, 48, đường số 10, tổ 105, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Đây các bạn, đối diện cái khu phố là những khu trọ, và chạy sâu vào đó là nhà chị Phụng. Thì bây giờ mình sẽ đi vào. Ok, chị Phụng đang ngồi làm nhang các bạn. Chào chị Phụng. Cái này là mình làm nhang ở nhà hả chị? Làm nhà, người ta đưa hàng, người ta làm cho công. À được, được, được rồi, được rồi, uống đi. Đưa cho mẹ uống là chị uống đi chị. Cái này chị làm gia công nhà thì ngày nhiêu? Ngày nhiêu tiền? Ngày cái này 1 ký 20 ngàn, ngày làm 2 ký, à 3 ký hoặc là 4 ký. Ngày là 3 4 ký. À ngày được 3 ký. 70 ngàn thôi. Dạ. Cái này là nhà nhang hả chị? Nhang á. À. Người ta kêu là nhân viên á. Dạ. Chứ giờ mắt không thấy được nên cô không làm gì. Cái này chị bị hư một con đúng không? Con còn lại thấy không chị? Thấy không được rõ. Thấy không rõ? Thấy dặn như nó 50% này. Dạ. Không thấy được hết. Ta làm nha, ta thấy đường thì ta làm lẹ, tại mình không thấy nên cũng làm không được lẹ như người ta. Dạ. Yeah. Là chị hiện tại thì chị sống ở đây với ai? Với hai đứa cháu nhỏ đó đó. Anh em đó, thằng đó với đứa em gái đi học đó. Em với em gái đi học là lớp mấy rồi chị? Lớp 1. Là con chị đúng không? Dạ. Còn con trai là... Không, vậy đây ngồi được không? Dạ, để cho nó nằm được, xíu vô ông thăm. Con trai học lớp 7. Học lớp 7. Dạ. Thì chị sống ở đây được mấy năm rồi chị? Cũng được 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Yeah. Sống cũng lâu lắm. Còn anh ở nhà đâu chị? Anh ở nhà bỏ đi lúc bé, bỏ lúc bé 3 tháng bỏ đi. À lúc 3 tháng là bỏ đi. Dạ. Yeah. Bỏ đi cái gì anh, mấy mẹ con ở nhà hồi sống, giờ sao? Dạ, cũng lo, hồi đó thằng anh nó đi học ở Hồng Chính Quy. Dạ. Yeah. Học ở đây là tình thương luôn á, cộng đồng ở đây nè. Yeah. Mà qua cấp 2 rồi nên đưa qua chính quy hết rồi. Chỉ có con em thôi. Rồi chị một mình bấy lâu nay là cũng làm về nghề nhang này để nuôi mấy đứa. Đây là chỗ ở của chị Phụng nè các bạn. Chỉ lợp mái tôn đỡ thôi, còn bên trong là không có gì hết. Cũng không có phải như là cái nhà trọ mà là một cái kho á. Nhưng mà người ta cho thuê một tháng 500 ngàn. Thời tiết ở đây thì rất là nóng mà. Tôn ở đây là mưa có dột không chị? Có, cái dột nghèo giờ ta treo hết lại nữa đó. À. Lỡ này tính chắc tháng mưa cũng phải nhờ treo lên dựng lên chút. Dạ. Yeah. Với lớp mè, lớp ruộng nó chạy quá, nó đứt nó xuống gì nữa. Là chị Phụng quê ở đâu chị Phụng? Ở quê, hồi đó sống ở ngã tư cây xà, Phú Lâm á. Dạ. Yeah. Gia đình nói chung là con cũng nhiều, bán nhà chia đi chút xứ hết rồi. Rồi mấy mẹ con thì chỉ biết sống với mẹ con thôi. Nên là không có tiền tới gia đình cũng. Chứ con không đi đâu được, không thấy đường nữa chứ nhà không à. Rồi ngày xưa là hai vợ chồng mình sống ở đâu? Ở bên đường Giáo Văn ở bển á, có một trọ. Dạ. Ở bển. Rồi sau có bầu bé nhỏ, tự nhiên bây giờ bé nó bỏ đi.
anh có vợ bé. Dạ. Gọi bây giờ nói chung là lúc có bầu cũng sống tạm chung với bà ngoại được, thì cũng muốn nhà trọ ở. Giờ sau bà ngoại dặn như thì giờ lớn rồi nhận như cũng có gia đình riêng, người ta về gia đình riêng ở vậy đó, ở dưới quê á, cha mẹ dưới quê á. Dạ. Rồi mấy mẹ con thì dặn thấy cũng lớn, mình lo con mình làm được, lo con thì tự mình làm lo. Ông bà ngoại cũng lo lâu lên cho chút đỉnh vậy đó. Rồi ngày mình làm được 6 đến 80 ngàn là chưa được 100 ngàn luôn. Rồi chi phí trang trải thì sao? Thì ăn như là một tháng thì ông ngoại lên cho bao nhiêu đó rồi mình để dành lại. Thì đóng tiền nhà với tiền điện nó chỉ có 600 ngàn thôi. Rồi đóng, còn tiền chi phí ăn uống thì nói chung là sáng cho bé nhỏ mấy ngàn. Rồi còn rồi, tiền đi học của ông Phong? Tiền Phong thì ngày quy định cho 20 ngàn trong ngày đó. Ăn sau đó ăn. Ăn sáng, ăn học gì đó thì gán mà ăn. Làm hết 1 ký nhang mới được 20 ngàn đó. Rồi sáng cho 20 ngàn đó, rồi vô trường tự ăn sáng, tự ăn bánh trái gì đó ăn. Yeah. Rồi ở nhà thì em thì ở sớm thì cho gì ăn đó. Cũng thì nấu chén gạo lên ông vịt luộc gì đó, rồi hơi bánh mì hay mì tôm đó thì ăn gì đó. Ở đây mà không thấy cái bếp gì hả? Đấy. À, bếp ga hả? Nhỏ bếp ga gì à, vậy dạ thôi hả? Dạ. Đó. Dạ. Thì nhỏ rồi sắp tiện hay nhà nhỏ gì á, ví dụ nấu, ví dụ tối quá thì bưng dây nấu xong cái để nó vô đó lại. Thì ra đây cho mát đi, à, đây, nấu cái xong rồi bưng vô đó, nhét lại vô đó vậy đó. Phong đi học được với Khang luôn nè. Đi học xong rồi về phụ mẹ nữa. Rất là giỏi. Hồi xưa là cháu học ở bên, hồi lúc ở bà ngoại á, là cũng gán cho cháu học bên trường Vĩnh Lộc á. Dạ. Lớp 1 của bển là cháu học sinh giỏi. Lớp 2 cũng vậy. Nhưng mà tại vì về đây sao quá, bắt đầu nhà đổi có chuyện á. Dạ. Bắt đầu giờ qua đây thì sao quá nên đâm ra không đi chuyện cho cháu nghỉ. Rồi đi học lại lớp 2 ở trường Tình Thương. Rồi trong Tình Thương thì mấy ngày đó, mấy cái lớp 2, lớp 3 là người ta không chứng giấy cho khen. Vậy dạ. Hết lớp 5 á, người ta mới cấp. Nên cháu học được hết lớp 5 mới được cấp mấy cái học sinh giấy khen đó. Bây giờ qua lớp 6 thì anh như cơ bản không bằng ta ấy, học không lại. Dạ. Ta máy tính rồi đầy đủ, cháu không có gì hết. Dạ. Nên cháu chỉ diện vô được cái điểm khá trung bình thôi chứ không có được hơn. Dạ. Phong rồi đi học có thiếu thốn gì không? Vậy chỉ thiếu máy tính. Máy tính hả? Dạ. Máy vi tính hay là máy máy tính toán? Máy tính toán. À, máy tính toán đó hả? Nhà thiếu có máy tính, máy tính không bằng ta. Dạ. Toán điểm của cháu lúc nào cũng thấp hơn ta. À, là chờ thiếu cái máy tính thôi. Dạ. Chứ mấy mẹ con có mơ ước gì nhiều đâu. Dạ. Chỉ yêu cầu là mơ cho cháu gắng học thôi. Hiếu thích học không? À, lớn lên Hiếu, à, quên là Phong chứ. À, Phong lớn lên ước mơ sẽ làm cái gì? À, ước mơ làm nghề vi tính. Nghề gì? Nghề vi tính. Nghề vi tính. À. Tin học á. Tin học đúng không? Cháu giỏi môn tin học. À, tin học nghề đó rất là tốt. Nghề đó thời đại bây giờ là 4.0 nên nghề đó cũng rất là phát triển. Nhưng mà bây giờ không có tiền mà mơ tới nghề đó. Thôi cứ cố gắng Phong ha. Tay chị bị gãy hả? Nên không làm được nè. Hiện tại là bây giờ nó gãy từ khúc này với mấy ngón. Rồi sao mình cứ hoạt động được? Đâu có bóp được. Nó chỉ được như thế thôi. À. Nhưng tay bình thường mình bóp được và tay này không bóp dịch được. Nó chỉ nghỉ thôi. À, chị bị té sao chị? Bị cái máy làm nhang nó cuốn. Bị máy làm nhang nó cuốn hả? Rồi bọt quá, bữa đó giận nhíu ăn, nó thấy chậm bằng mà nó té vô. À. Té vô giận giống như mình ngồi cái lấy tay xới xới bọt quá. Té nó cuốn lại mà hên là cầu dao thấp á. Gió lên tắt được kịp. Nên nó chỉ cuốn tới đây thôi. Nó gãy tới khúc này. Hiện tại đây còn ngắn không? Rồi chị có đi chụp hình không? Có. Rồi sao rồi có bó lại không? Có 1-2 tháng. Dạ. Có 1-2 tháng. Bây giờ cái tay chị nè, bằng tay đâu có thẳng được đâu. Nó bị cong vậy luôn nữa. Đâu có đặt được. Cúp vô là cúp không được mà thẳng ra cũng không được nữa. Cái hai ngón này là tập nè, tập dữ lắm á, nó được thẳng thẳng vậy nè. Còn ngón này là không cách nào. Bây giờ không có làm gì được, chỉ ở nhà làm nha. Đây là chỗ ở của mẹ con chị Phụng các bạn. Đó chỉ dài thôi. Tình toàn chỉ có một chiếc giường thôi. Là ba mẹ con ngủ ở đây. Với lại cây quạt. Dạ. Cho cái tivi cũ coi. Ở đây có giấy khăn nè.
À, Quỳnh Thanh Phong nè. Đó là của cấp 1 quá. Dạ. Tình thương đó. Ở bên Tình Thương được cái Khang luôn. Mì gói nè, có mì gói ai cho hả chị? Đó là cái bữa hổm em gái đó nói thăm đó. À. Đó, cho mì nè. Cho mì hả? Cho mì nè, tại nay để một mệnh sao bụi á. Dạ. Chùm lại. Đó, mì gói gạo rồi như cắp đất với cái thùng này với. Dạ. Mình sợ bụi rồi. Bánh mì sao để lâu hay sao mà nó chịu hết. Cho đó, để cho lần nghe ăn vậy ăn được nhiêu cứ ăn vậy, cái treo vậy rồi ăn thì nước lại ăn. Vậy thì phụ học bài cứ học gì đó. À, đi học về là tối qua trình phụ học sớm. Đi học về là thời gian rảnh là phụ mẹ. Thời gian sớm học về thôi, trình phụ viết bài chứ nếu mà tối quá thì chậm cũng hơi tối. Dạ. Năm giờ học trình phụ học sớm, học về lại học. Bữa nay thi thì được nghỉ chứ bình thường thì cháu đi học không có nhà. Dạ. Đi học đóng tháng nhiêu? 2,5 triệu. Tháng theo năm á, đầu năm là kỳ 2 kỳ 1 á. Dạ. Ủa chị, em thấy mấy cái nhà trọ này cho thuê cũng được nhưng mà sao cái nhà mình lụp sụp? Ở trên đây thuê mà người ta thuê cái giá tiền mắc. À. Có 1,5 triệu. 1,5 triệu. Khả năng của chị thì không có lập cái giá số tiền đó. Một ngày chỉ làm ví dụ cao lắm mà làm tới tối là 80 ngàn. Là không có khả năng mà mướn nổi tới vậy. Chị có muốn như đây dặn ông bà ngoại ở dưới quê thì lâu lâu giúp đỡ lên cho phần nào vậy đó. Dạ. Đóng đóng tiền nhà chứ còn ngoài ra không có khả năng muốn nổi xuống tới phòng tới 1,000,000 thì nào. Vậy là cái chỗ ở của chị hiện tại là bao nhiêu tiền? 500 ngàn tháng. 500 ngàn một tháng nó xài tiết kiệm cũng 100 ngàn. Cái này là chủ trọ người ta cắt lên cho mình ha? Không, chủ trọ hồi xưa là có cái gì chị bà ở đây trước nè, là bà ở hai phòng, phòng này với cái này là bà mướn để nó quay dịch, nó quay dịch quay á. Rồi sau này người ta dọn đi, người ta không ở nữa. Dạ. Rồi cái này mới để không. À, mới để không. Giống rồi. Như mấy cái kho á chị ha. Dạ, người ta để trống vậy đó. Rồi dặn như thấy mấy người con khổ quá. Hồi đó là ở Hùng chung với ta. Dạ. Ở chung phòng với ta, bây giờ ta dọn đi rồi. Thì mới một khả năng vợ không nổi. Rồi cái bà chủ nhà, chị đừng thương nữa thôi, vì ba mẹ con bà đỡ đi. Ba không có lên giá tiền nhà, ba lấy ngoài không giá thôi. Anh ở nhà mà từ lúc bỏ đi chị, anh có lâu lâu gửi tiền để trợ cấp mấy đứa nhỏ không? Không trợ cấp 1 ngàn nào hết. Không trợ cấp được đứa nào 1 ngàn nào hết. Không tới thăm cũng không trợ cấp luôn. Nói chung là sống ở đây là nhà lối xóm thôi. Hàng xóm người ta cho ít nhiều hả? Chứ nay thì có khi người cho miếng, người kia cho miếng. Thì gạo thóc đó, nói chung cũng có bên chùa cho nữa. Yeah. Lâu lâu sư chùa là cũng kêu qua lấy về ăn. Nói chung người ta cũng thấy ta cho bằng nào vậy. Chứ còn ngoài ra là còn nó không bao giờ tới thăm con nữa cho đi. Cũng không thăm luôn chị? Không thăm nữa. Phong đúng không? Con cu là tên Phong đúng không? Dạ. Dạ. Học lớp 7 rồi. Chị một mình nuôi hai đứa đi học cũng bổn á. Ai nhờ đứa nhỏ nó học được tình thương cũng đỡ. Dạ. Tình thương nó không có tốn tiền. Nó bảo là chỉ sáng thì mình cho mấy ngàn mang theo ăn bánh thôi. Còn chồng ta lo ăn cơm luôn. Cho ăn cơm luôn? Dạ. Cho ăn cơm cho ngủ hết. Học bên làm may mắn á. Bên đó là eo đâu xe đâu đưa đâu sáng giờ canh ngoài đầu đường á. Mình chở đi giùm. Vậy chiều á thì có khi thằng anh dước. Chiều anh đi học về anh chở qua dước luôn. Dạ. Cái một như thế này là bao nhiêu ký chị? Không vậy được, tại vì có khi để chạm với thương nhưng mà ngồi làm ký nè, sáng giờ làm là người ta à có nhiêu là 1 ký. À nhiêu đó mới hết đựng ký. Đó này là mua cái trong này với đó đó mới đựng ký đó. Này là nhang đây, nguyên 1 ký là được 20 ngàn mà sáng giờ làm. À. Sáng giờ làm được 20 ngàn thôi. Nói chung là làm chợ mắt đau á, mắt thì nó đau hoài. Dạ. Sáng giờ nó đau nên ấy nằm uống thuốc vô á, nằm nghỉ cả nửa tiếng. À, chị đi đi khám rồi bác sĩ nói thì sao? Khám rồi bác sĩ nói là mắt này hư luôn rồi, không có mổ được. Bây giờ chỉ có tiền á, cầu mai có tiền mà hai mắt á. Bây giờ hai mắt thì đâu có dám mơ tới đó, tiền đâu mà hai. Số tiền nó cao rồi một phần làm gì có. Người ta kêu hai mắt á, mới cầu mai sáng hay chị không biết mặt. Ngày xưa chị làm nghề gì chị? Đó giờ cũng ở nhà nha. À. Có hồi cũng có đậm ở nhà trọ chung thì làm bông giấy. Cái bông giấy mình tặng bông hồng rồi đó. Yeah. Ngày có 20 ngàn. Làm từ sáng tới chiều luôn á. Làm sáng chiều luôn được 20 ngàn thôi. À. Vậy sao mà đủ ăn? Không có đủ mà lại đó thằng con em không có đi học, chỉ có mình thằng này học tình thương thôi. Rồi người ta mới thấy vậy thôi, người ta mới giới thiệu người làm ngang này chỉ xuống cho người ta trả lại cho làm vậy đó, người ta kiếm người cho làm ngang vậy. Nói chung là
mình nha thì cũng đủ ăn, với tiết kiệm mà tích lũy mình cũng đủ sống, sống qua ngày vậy đó. Yeah. Chứ còn khả năng mà kêu muốn mấy phòng này ai mà không dám mơ như vậy, mà tiền đâu mới nổi. Ở mấy cái mùa này Sài Gòn nóng rồi chắc phòng mình chắc như trái da luôn anh chứ. Thì đó thì ngộ qua đây làm không thấy. Dạ. Yeah. Đâu có ngồi trống đâu. Bây giờ còn mấy đứa nhỏ đi học hết. Rồi tối Phong học bài ở đâu con? Học bài. Trong luôn. À, nóng không? À. Có quạt không? À. Nhà nó chung cái gì đâu trong. Dạ. Ta cho cây đó mà cây ở trên sao cũng được. Cây dưới sẽ được. Cái bàn nó dưới thì cũng hai cháu ngồi học. Ở trường nó ngồi học. Ở tranh thủ học sớm chút. Dạ. Nhỏ con không biết làm gì được hết. Chiếu mơ thân nuôi được hai đứa nhỏ ăn học thôi. Không cho bằng với người ta. Dạ. Cái cũng sợ lắm. Con ngày nó chết sớm bỏ lại không biết ai nuôi. Chỉ có bà với con thống nhà rồi. Và nếu mà được Thanh Hằng ngay ước mơ rồi giúp được Thanh Hằng cho cháu này nè. Cho cháu học được cái nơi với người ta. Để cuộc đời cháu đỡ khổ với người ta chứ gì hết. Chỉ nhiều đó thôi chứ hoài giọng cháu ước mơ giờ. Cuộc sống đi mấy mẹ con có lần hợp nhà vậy sống cũng được. Chứ biết là sợ chứ cháu vô học cái này cái kia mình không đủ khả năng mình lo. Nhưng mà cũng hết, lối xóm bà con đi giúp đỡ cũng nhiều. Dạ, cũng được bà con lối xóm thương tình rồi. Ở đây ai cũng thương hết. Thấy mấy mẹ con ai cũng thương lạnh ngoan. Dạ. Ai đứa con những lòng ngoan. Ở trong gia ta thương á. Ngoài đó thương á. Nhất là cái gì ở bắt đầu mai đội á. Dạ. Bà thương lắm, bà khen hoài à. Bà nói nếu mà ta vô đây nói không ai tin á, mày kia là loại, ta nói cho người ta nghe, để tao hiểu. Chứ thật chứ cái này mày không ra đường, mày có ai biết mày đâu. Mày thật chứ thiệt, tao nói giờ không có ra đường. Mày không biết ai đó. Mày em gái bữa lại thăm á. Mày em nói để em giúp đỡ được cho chị thì em giúp, chứ giờ em cũng biết sao á. Chị lâu lâu tới đem gạo, đem mì cho nhé. Dạ. Thôi chị cố gắng nha. Dạ. Cố gắng thôi, làm tới đâu tới đó thôi, chứ giờ chị cũng sức lao động nó cũng không có đảm bảo. Dạ. Chỉ là làm nhang là công việc nhẹ thôi. Chỉ con này là nhẹ nhất thôi, mà người ta cho lãnh về làm thôi chứ cũng không có gì cho mình làm. Dạ. Tuy công ty thì không làm được như con. Dạ, à. Chỉ có mấy cây nhang vậy thôi. Dạ. Nhang vậy thôi. Em cũng không có gì nhiều, em gửi chị 200 để chị mua đồ ăn, mua gạo vậy đó. Dạ. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Chỉ có gì giờ chỉ lòng quan tâm với gửi cho nhiều cảm ơn như hồi chị nhìn thầy thì chị cũng quý cảm ơn bằng gì. Dạ. Cũng có gì hơn để cảm ơn. Ba người con thì không biết. Thôi mấy mẹ con cố gắng nha. Rồi khi khác em có dịp em sẽ ghé xuống lại. Dạ, hồi nãy thì chạy đi bị lạc đường vòng vòng xuống dưới Túc miền Tây á, gần Long An luôn. Dạ, bị lộn địa chỉ á, chị gái bữa cho lộn địa chỉ. Dạ, thôi em hôm nay em qua em tìm hiểu thăm gia đình mình như vậy thôi chị. À, mai mốt thì em có dịp em sẽ ghé xuống lại. Dạ. À, Phong à. À, giờ chú đi về nha. À. À. Rồi em đi chị Phụng à.